Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tìm Hiểu Quanh Ta. Hôm nay xin mời các bạn cùng với Tìm Hiểu Quanh Ta tìm hiểu về các kaiju bá đạo. Từ kaiju vốn có nghĩa là quái vật hay là quái thú ở trong tiếng Nhật Bản, nhưng nó đã bị thay đổi một chút khi mà Trung Quốc sử dụng trong cuốn Sơn Hải Kinh để chỉ những sinh vật khổng lồ. Sau khi mà Nhật Bản mở cửa cho các quan hệ đối ngoại, thì thuật ngữ kaiju được sử dụng để diễn tả các khái niệm từ cổ sinh vật học và các sinh vật huyền thoại từ khắp nơi trên thế giới. Sự xuất hiện đầu tiên của kaiju nằm trong một tựa phim tên là Genji Kaiju ga Arawareru. Tuy nhiên, Godzilla năm 1954 mới được coi là bộ phim kaiju đầu tiên. Từ kaiju trong tiếng Nhật có thể dịch ra là quái thú, được chia ra làm hai loại là đai kaiju, đại quái thú, những sinh vật khổng lồ cỡ như con Godzilla vậy. Còn loại thứ hai là kaijin, chắc dịch ra có nghĩa là quái nhân, là những quái vật có kích cỡ tương đương với người thường. Tuy vậy, các đai kaiju có vẻ nổi tiếng hơn và người ta thường dùng kaiju để chỉ những con đai kaiju là chính. Còn bây giờ thì xin mời các bạn cùng với Tìm Hiểu Quanh Ta vào ngay nội dung chính nha. Kaiju đầu tiên là Rodan. Vì kaiju đều là những sinh vật vô cùng to lớn và khổng lồ, vì thế mà bọn mình sẽ không bỏ công ngò để mà miêu tả kích thước của bọn chúng nữa đâu. Các bạn hãy tự tưởng tượng là con nào cũng to ơi là to đi nha. Rodan là một trong những kaiju biết bay, nó làm chủ cả bầu trời và tạo ra những cơn gió lốc đủ thổi bay cả một thành phố. Nó mang tập tính là một loài có cánh, Rodan có thể đẻ trứng và sống theo cặp được cái. Tất nhiên là chúng cũng căm ghét con người, nhưng mà lại rất là ân cần với nhau. Rodan ban đầu là một loài thằn lằn sắm khổng lồ sống sâu ở dưới lòng đất, chẳng hiểu vì lý do gì mà nó có thể tồn tại cho đến tận ngày nay. Do các hoạt động khai thác mỏ khiến cho ngọn núi lửa Asur phun trào, đồng thời đánh thức hai con Rodan đang ngủ say. Sức mạnh chính của Rodan nằm ở tốc độ, con quái thú này có thể bay với vận tốc âm thanh. Nó cũng sử dụng mỏ, móng vuốt và đôi cánh khỏe mạnh của mình ở trong cận chiến một cách linh hoạt. Theo ghi nhận thì Rodan có đủ sức khỏe để nâng được cả một con Godzilla lên. Rodan sau đó bị nhiễm phóng xạ và còn có khả năng bắn ra những chùm tia uranium từ miệng. Trong điện ảnh thì Rodan trở thành một trong những đối thủ không đội trời chung với Godzilla. Thế nhưng về sau thì chúng lại trở thành những đồng đội tốt và Rodan dường như trở thành một kiểu Sky Spartan hỗ trợ trên không cho Godzilla trong các trận chiến. Megalon. Đây là một loài kaiju sống sâu dưới lòng đất, được tôn thờ như là một vị thần bảo hộ bởi những người dân của vương quốc Cytopia. Nhìn hình dáng của nó thì bạn có thể cho rằng nó là kết quả từ cuộc hôn nhân của một con gián và một con tê giác. Nhưng mà trên thực tế thì nó có hình dáng giống như một loài bọ hung sừng dữ y, có tên là Kabutomushi, rất là phổ biến ở Nhật Bản. Thật là tréo ngoe vì Megalon được đánh giá là một trong những con kaiju đần độn nhất. Lúc nào cũng thích tấn công đối phương bằng cách chúi cái sừng to của nó về phía trước và lao ầm ầm đến, giống như một con bò tót cắm đầu lao vào chiếc khăn đỏ của tay võ sĩ vậy đó. Và nó hầu như không bao giờ thay đổi phương thức chiến đấu này cho dù đã thất bại rất là nhiều lần. Ngược lại, tuy cục súc không não nhưng mà Megalon lại sở hữu rất là nhiều năng lực đặc biệt. Nó có khả năng phóng ra sấm sét từ chiếc sừng trên đầu, nhả ra những quả cầu năng lượng có sức công phá ngang ngửa một quả bom napalm. Đôi tay của Megalon có cấu tạo như những mũi khoan, giúp nó có thể dùng skill độn thổ. Đôi chân sâu khỏe mạnh khiến nó có thể bật nhảy rất là cao. Kinh khủng hơn là với đôi tay như mũi khoan đó thì Megalon hoàn toàn có thể dán cho đối thủ những cú đâm xuyên thủng da thịt. Đồng thời bonus thêm một cú giật điện cực mạnh truyền qua hai mũi khoan. Không có nhiều kẻ có thể đứng vững được với combo đòn này. Nhưng mà tiếc thay thì Megalon không phải lúc nào cũng có thể đủ tỉnh táo để có thể sử dụng những cái chiêu thức này. Trên thực tế thì nó rất là phân tâm ở trong trận đấu và hay bị kẻ khác kiểm soát tâm trí của mình. Mothra. Rồi, nhìn giống như là loài bướm thế này thì chắc chắn là một kaiju giống cái rồi. Trước khi mà tiến hóa thành một con bướm khổng lồ xinh đẹp á, thì Mothra là một ấu trùng sâu khổng lồ sống trên một hòn đảo nhiệt đới. Nó được tôn thờ như là một vị thần, một người bảo hộ cho hòn đảo Infant. Mothra được miêu tả là một kaiju hiền hòa, thân thiện. Nó sống và chiến đấu để giữ vững cân bằng cho thiên nhiên. Mothra có thể được coi là một sinh vật bất tử. Sau khi chết thì lại có thể hồi sinh giống như loài phượng hoàng trong truyền thuyết phương Tây. Chính vì thế mà loài kaiju này luôn được tôn thờ như là thần thánh. Ngay cả khi đang ở dạng ấu trùng thì Mothra cũng có thể được coi là một đối thủ đáng gờm. Nó bắn ra những sợi tơ vô cùng vững chắc, có thể vô hiệu hóa tất cả các đối thủ. Khi đã trưởng thành và tiến hóa cấp cuối thì Mothra mọc thêm một đôi cánh khổng lồ giúp nó có thể tạo ra những trận gió lốc thổi bay mọi đối thủ nặng ký. Nếu như mà biết mình sắp chết á, thì Mothra sẽ phóng ra một chất độc màu vàng rất là nguy hiểm từ cơ thể của nó để mà hạ kẻ thù. Ngoài ra, Mothra còn được đánh giá như là một loài kaiju có trí tuệ và năng lực tâm linh mạnh mẽ nhất trong số các kaiju. Gamera.
Giống với mấy anh ninja rùa thì Gamera luôn đứng thẳng và đi bằng hai chân giống như là con người. Nó là một sinh vật cổ xưa, có lẽ đã tồn tại từ thời tiền sử. Gamera ngủ đông dưới lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực, tương tự như là anh Captain America. Cho đến khi có một cuộc đụng độ giữa không quân của Mỹ và Liên Xô, khiến cho lớp băng đó vỡ ra và đánh thức sinh vật khổng lồ này. Quá tức giận vì bị chọc phá thì Gamera đã tấn công vào đất liền và vùng đất đầu tiên mà nó bắt gặp đó là Nhật Bản. Và tất nhiên là như vậy rồi. Gamera có những móng vuốt vô cùng sắc bén ở hai tay và hơn hết thì nó còn có một chiếc mai rùa là một bộ áo giáp vô cùng cứng cáp giúp nó không hề hấn gì trước bom đạn của con người. Gamera sẽ thu mình vào trong chiếc mai và từ những lỗ hổng thì nó bắt đầu phun lửa ra, quay tròn như một cánh quạt lửa. Không thể nào tiêu diệt được Gamera thì quân đội đành dùng một quả tên lửa để tống con Kaiju này ra ngoài vũ trụ. Mà éo le thay thì quả tên lửa đó đã đâm phải thiên thạch, Gamera được giải thoát và rơi vào lại trái đất và rơi đúng nước Nhật như là một duyên số vậy á. Về sau thì nó lại giúp cho nhân loại đối đầu với những Kaiju nguy hiểm khác khi mà chúng muốn tiêu diệt trái đất. Manda. Đây là loài Kaiju có hình dáng giống như loài rồng trong truyền thuyết phương Đông, toàn thân màu xanh tựa như thần thú Thanh Long, trên đầu có 4 sừng, gai nhọn chạy dọc từ đầu đến cuối thân. Manda được coi là linh thú bảo hộ cho Mu, một vương quốc ở dưới đáy biển. Mặc dù khá là chậm chạp khi lên bờ và không có khả năng gì đặc biệt trong chiến đấu so với các Kaiju khác, nhưng mà Manda rất là linh hoạt khi ở dưới nước. Đồng thời nó chỉ cần sử dụng một kiểu đánh duy nhất cũng đủ xưng bá, dùng cơ thể dài và rắn chắc của mình quấn chặt và bóp nát đối thủ. Destroyer. Nghe cái tên na ná như là Destroy trong tiếng Anh, như vậy là bạn cũng đủ biết cái độ khủng khiếp của con Kaiju này rồi nha. Destroyer lúc ban đầu vốn chỉ là hóa thạch của một loài chân khớp sống từ kỷ Camry cách đây hàng triệu năm và chỉ nhỏ vài mm mà thôi. Sau khi một quả bom Oxygen Destroyer, một loại vũ khí hủy diệt được tạo ra để giết Godzilla phát nổ, thì một nhóm các hóa thạch của loài sinh vật giáp xác ở dưới vịnh Tokyo bỗng hồi sinh. Tuy là có kích thước rất nhỏ nhưng mà những sinh vật này đã kết hợp lại với nhau và cuối cùng trở thành Destroyer, con quái vật khổng lồ tấn công Tokyo. Destroyer được coi là kẻ thù tàn bạo và nguy hiểm nhất của Godzilla cũng như là toàn nhân loại. Nếu như các Kaiju khác tấn công trái đất vì bản năng, một hành động vô thức hay đơn giản là vì sự phản ứng khi thấy con người gây hại đến môi trường sống của chúng, thì Destroyer lại trái ngược lại. Nó là một con Kaiju có đầu óc tàn ác và luôn đầy những suy tính. Nó nhận thức được những hành động hủy diệt của mình và thấy vui thích vì điều đó. Trong cuộc đối đầu với Godzilla thì nó đã giết chết con của Godzilla để khiến cho đối thủ phải đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Nó cảm thấy khoái trá khi hành hạ đối thủ trên nhiều phương diện một lúc. Do được tạo ra từ hàng tỷ các sinh vật giáp xác, Destroyer có khả năng tái tạo cơ thể rất là nhanh. Nó có thể dễ dàng biến thành hình dạng khổng lồ hoặc tự tách ra thành những bản thể nhỏ hơn. Ngoài ra thì Destroyer có khả năng hấp thụ ADN của các Kaiju khác để nâng cấp cơ thể của mình. Vũ khí chính của con Kaiju này là chùm tia Micro Oxygen bắn ra từ miệng. Do ảnh hưởng của quả bom Oxygen, có thể làm bốc hơi tất cả các vật chất, xuyên thủng mọi lớp kim loại. Chiếc sừng Katana Horn trên đầu của nó có thể bắn ra những lưỡi dao laser đủ sức để cắt thịt những sinh vật rắn chắc như là Godzilla. Gigan. Gigan là một Kaiju trông khá là ngầu lòi với lớp gai nhọn bọc ở thân trước và đuôi. Hai bàn tay là hai lưỡi dao sắc bén, trên mắt được đeo một lớp kính bảo vệ màu đỏ, nhìn rất là giống Cyclops trong X-Men. Nó là một Kaiju đến từ vũ trụ, đã được người ngoài hành tinh nâng cấp lên thành một dạng Cyborg Kaiju để xâm lăng trái đất. Gigan được coi là một đối thủ tàn bạo trong trận chiến. Nó thích dùng hai lưỡi dao của mình để cắt xé nạn nhân thành từng mảnh. Có thể coi con Kaiju này không khác gì một bộ dao đa năng di động cả. Toàn thân của nó đã được nâng cấp và gắn thêm hàng loạt lưỡi dao, lưỡi cưa trên khắp cơ thể. Thậm chí còn có cơ chế bắn ra các lưỡi dao tròn như là Shuriken từ các hốc nhỏ ở thân trước, gây hoảng loạn cho đối phương. Gigan có thể dễ dàng bay với tốc độ siêu thanh cả ở trong và ngoài khí quyển của trái đất. Và hãy coi chừng khi mà lại gần con Kaiju sát thủ này, vì vòng tròn màu đỏ trên trán của nó có thể bất ngờ bắn ra tia laser chết người để hạ sát địch thủ. Hedorah. Hedora gần giống với từ Hedoro trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là bùn, và từ này có thể miêu tả đầy đủ về Hedora, loại Kaiju chuyên trò Liverpool Acid, chất bẩn độc hại vào đối phương, nhìn rất là giống con mớ trong Pokemon. Hedora là loại Kaiju đến từ ngoài không gian, nó có khả năng hấp thụ các chất bẩn độc hại để tăng trưởng đến kích thước khổng lồ, đủ để lây lan sự ô nhiễm, phá hủy các thành phố lớn cũng như là tạo ra những làn sương mù acid vô cùng độc hại. Với kết cấu cơ thể đặc biệt, toàn thân là lớp bùn acid, Hedora có thể dễ dàng co kéo, phóng to thu nhỏ cơ thể hoặc là biến hình, và nhờ khả năng này thì thậm chí nó còn có thể bay được. Bạn cũng không thể nào dùng các đòn tấn công vật lý như là đấm đá hoặc là dùng súng đạn để tấn công được Hedora, vì lớp acid trên người của nó sẽ ăn mòn mọi vật chất khi tiếp xúc với cơ thể của nó.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và nếu có thắc mắc gì xin hãy để lại bình luận ở bên dưới để bọn mình cùng giải đáp nhé. Và cũng đừng quên like, chia sẻ những kiến thức hữu ích này đến bạn bè cũng như là bấm đăng ký kênh để theo dõi ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của bọn mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Tìm Hiểu Quanh Ta.